Rồi, hôm nay xin chia sẻ với các bạn là bí kíp cuối cùng. À, không biết là cuối hay không mình không biết, nhưng mà bí kíp này rất là vi diệu các bạn nha, rất là hay. Đấy, nói chung là cái bí kíp này mình đã chia sẻ với năm anh em BE rồi, năm em vui BE rồi các bạn nha. Và trong trong số đó có một anh em là mình chia sẻ đầu tiên, và cũng như là hỏi ý với anh em đó là về cái hướng cũng như là cái tương lai, và giảm cái size cũng như cái WBE như thế nào cho nó thiệt là nhỏ nhỏ thiệt là nhỏ. Thì nói chung là ý tưởng thì mình đưa ra, còn anh em đó thì góp ý chia sẻ thêm để mình có thêm cái hay để mà mình sáng tạo thêm các bạn ha. Rồi, ok, xin chân thành cảm ơn các anh em đã trong thời gian qua đã ủng hộ cũng như chia sẻ những thủ thuật hay. À, đối với mình thì nói chung là cái thủ thuật nào á, mà mình tự nghiên cứu, mình tự tìm tòi thì mình sẽ chia sẻ công khai. Đấy, nói rõ để cái này mình biết nha. Còn những cái thủ thuật nào mà dạng như là bí kíp, bí truyền của mấy anh em mà chia sẻ riêng với mình á, thì cái đó là mình không tiện chia sẻ. Tại vì có những cái thủ thuật á, các anh em chưa chia sẻ mà mình chia sẻ mà công khai thì nó cũng không hay. Thành ra là đợi các anh em chia sẻ rồi mình mới chia sẻ những cái thủ thuật đó, hoặc là các anh em gợi ý thì mình mới chia sẻ ha. Còn những cái thủ thuật nào thuộc dạng là bí quyết, bí truyền mà mình chia sẻ công khai, mà mình đánh dấu luôn cái bản quyền là chữ R đầu tiên, các bạn xem mấy cái video mà có chữ R bản quyền đầu tiên đó, là mấy video đó là chuyên nghiên cứu, mình tự nghiên cứu là chính các bạn nha, chứ không mình không có học hỏi ai hết nha. Mình nói rõ để các bạn hiểu nhầm hiểu lầm là mình đi ăn cắp cái ý tưởng của người khác là không phải ha. À, bạn nào có ý nghĩ đó thì có thể là trao đổi với mình trực tiếp trên video này, hoặc là các bạn trao đổi qua Messenger để thảo luận rõ hơn vấn đề đó nha. Tại vì mình nói rất rõ luôn, một khi mà video mình để cái chữ R đầu tiên, mặc dù đó là chỉ là một ký tự thôi, nhưng mà đã đánh dấu được cái một điều rất là quan trọng, là cái video đó cũng như cái thủ thuật đó mình nghiên cứu là do chính mình làm ra, chứ mình không có bắt chước ai các bạn nha. Để mình nói rõ để sau này không có đụng chạm xích mích với những người mà họ đã chia sẻ trước đó hoặc sau này các bạn nha. Tại vì thực chất đó là mình những video đó mình không có chia sẻ theo cái kiểu mà học đi học video người khác rồi chia sẻ lại, không có, mình không có vụ đó các bạn nha. Mình tự nghiên cứu là chính thôi. Rồi, chúng ta đi vô thủ thuật các bạn nha, cũng 2 phút mấy rồi. Rồi, thủ thuật này mình sẽ chia sẻ với các bạn là giảm dung lượng của WinBA. Giảm dung lượng của WinBA như thế nào là chuẩn xác, thật là chuẩn xác. Tại vì sao các bạn? Tại vì trước tới giờ chúng ta chỉ có tách file đen nen, rồi chúng ta thấy cái file nào nó chạy mà bỏ ra mà nó vẫn chạy bình thường, ok, không vấn đề gì, chúng ta bỏ. Còn cái file nào chúng ta để mà chúng ta thấy nó chạy bình thường, hoặc là có cái tính năng gì đó nó đặc biệt thì chúng ta để. Nói chung là mình sẽ chia sẻ với các bạn đó là chúng ta lọc như thế nào để cho ra được cái file chính xác, là cái file đó có thực sự cần thiết, quan trọng hay không. Đấy, cái này vấn đề chính các bạn ha. Rồi, để biết một cái file DNN, mình nói là DNN chứ các bạn đọc DLL cũng được, nhưng mà chữ LL mình nghe thấy nó chầm chầm sao đó, nên mình đọc DNN cho nó lẹ bạn. N là L các bạn nha, N là L chứ không phải là N là N nha, tại mình đọc tắt cho lẹ, DNN nghe cho nó sang sang chứ mà. Rồi, bây giờ khi các bạn vào cái WinBE á, các bạn phải thao tác trên WinBE mới được nha. Chúng ta vào OX WinBE, các bạn vào một Windows, sau đó vô System 32, các bạn click giùm mình chữ tệp tệp trên đây. À, các bạn click vô đây, click một cái chữ tệp nha. Rồi các bạn kéo xuống dưới thấy cái file qua file DSE rồi. Đây, qua file DSE là lấy cái file DNN nè. Đấy ha. Rồi các bạn kéo xuống hết luôn. Đấy, kéo xuống hết luôn, chừng nào hết file DNN thôi. Kéo cho tới hết file DNN thôi các bạn nha. Các bạn làm một lần luôn, là một lần luôn, là lọc hết luôn chứ không cần phải phải làm nhiều lần các bạn nha. Đây, DNN, đây DNN với là S, hai cái định dạng này nó đã khác nhau, có nghĩa là qua định dạng mới rồi. Giờ tới đây là DNN đã hết rồi các bạn nha. Các bạn ấn phím Shift giữ đè, giữ phím Shift và ấn phím ấn cái file cuối cùng. Đây các bạn thấy không? Rồi, chúng ta tiến hành copy.
copy hết toàn bộ cái file này vào một cái thư mục bên ngoài các bạn đã tạo sẵn. Tại sao mình phải copy như thế này? Tại sao mình phải copy như thế này? Các bạn nghe cái thủ thuật này, các bạn xem kỹ giúp mình. Không phải cái việc này là cái việc đơn giản mà chúng ta đã thấy, đang thấy là copy không đâu, mà nó còn rất quan trọng nữa các bạn nha. Rồi bây giờ tiến hành tiếp theo. Mình sẽ bấm Ctrl A, mình vừa copy vào tất cả những cái file DNN rồi, bây giờ mình copy ngược lại vô ổ X, Tại sao tự nhiên copy ra thì copy lại gì? Thực chất á, các bạn copy lại thì nó có những file cho các bạn ghi đè và không cho các bạn ghi đè. Đấy các bạn thấy không? 2050 file là file trùng lập. Nhưng mà các bạn ghi đè thì ghi đè được những cái file nào và không được ghi đè những cái file nào thì cái bảng thông báo nó sẽ hiện lên. Đây các bạn click. Rồi, thôi mình nói luôn đi. Mình nói chia sẻ, dạng chia sẻ luôn đi ha. Rồi để video sau mình quay bằng điện thoại các bạn nha. Rồi á, khi các bạn copy trực tiếp vào đây nè, các bạn sẽ thấy nó báo, nếu mà đúng trên cái WinBE mà hỗ trợ đúng đó nha, là các bạn sẽ thấy những thông báo nó hiện lên cái tên file DNN. Ví dụ cái file display này nó báo không cho phép bạn ghi đè. Không cho phép bạn ghi đè thì chúng ta biết chắc chắn một điều, cái trên cái bản WinBE đó mà bạn muốn review lại tất nhiên là bạn phải chừa lại cái file display.dnn. Và nó báo bao nhiêu file thì tất cả những cái file mà nó đã báo như vậy các bạn đều chừa lại cho mình. Thì chính xác 100% là những file đó bắt buộc phải có các bạn nha. Những file đó là bắt buộc phải có. Còn những file không bắt buộc phải có thì khi các bạn copy ghi đè rồi nó sẽ hiện lên một cái danh sách. Mình ví dụ một danh sách như thế này. Đấy, mình ví dụ nó mất tiêu rồi. Mình ví dụ một danh sách mà nó hiển thị một cách ngẫu nhiên tùy theo cái file mà nó được copy ghi đè đó các bạn ha. Đấy, mình ví dụ mấy cái file này đi, đó là nó đã đi được ghi đè lên rồi. Thì trong những cái file này các bạn copy một lần nữa hoặc các bạn copy đi, đừng di chuyển nó sẽ bị lỗi WinBE ha. Rồi chúng ta copy ra ngoài một cái thư mục khác để chúng ta phân loại. Đấy, từ cái file này nè, từ những cái file DNN này nè, các bạn sẽ chèn vào cái WinBE của các bạn. Có nghĩa là chúng ta tiến hành đóng gói, lựa những cái file dung lượng lớn nhất. Lựa những cái file dung lượng lớn nhất các bạn nha. Lựa những cái file dung lượng lớn nhất, chúng ta tiến hành đóng gói lại cái WinBE. Rồi đóng gói rồi thì tất nhiên á, là chúng ta lựa từng file hoặc là 2-3 file, 3-5 file gì đó. Thì các bạn sẽ thấy một điều là nó có lỗi hay không. Thì tiếp tục chúng ta lặp lại lần hai trên những cái file mà đã cho phép ghi đè ban đầu. Đó, cho phép ghi đè ban đầu các bạn ha. Đấy, thì cái thủ thuật này nó hơi rắc rối xíu xíu. Nếu các bạn làm quen thì nó cũng không rắc rối lắm đâu. Chỉ qua là chúng ta lặp 2-3 bước thì chúng ta mới có được kết quả chuẩn xác nhất. Đây là dành cho những bạn không cần biết gì về cái thông tin cũng như cái file DNN đó là như thế nào các bạn ha. Và tất cả những cái file DNN nó, khi mà các bạn lọc từng file á, là các bạn sẽ biết luôn được những cái file đó nó có tác dụng như thế nào. Khi các bạn bỏ một file, mình ví dụ các bạn bỏ file ca.dnn này đi, thì các bạn bỏ ra rồi các bạn cứ test thử cái WinBE của các bạn thấy cái nó có thay đổi những gì hoặc chưa thay đổi những gì, các bạn click vô, các bạn thao tác thử những cái hoạt động thường xuyên khi sử dụng cái WinBE đó, các bạn có thấy bất thường gì hay không. Khi các bạn thấy bất thường rồi, các bạn sẽ nhận định được khi mà thiếu cái file này nó sẽ biểu hiện như thế nào và nó có những cái triệu chứng gì. Đấy thì các bạn sẽ biết rõ thêm và chúng ta nên ghi lại. Ví dụ chúng ta ghi file này, đấy, ghi ngoài ngoài nháp hoặc là cái note back note cộng cộng gì của các bạn, các bạn ghi cái thông tin cái file này nó mất thì nó sẽ biểu hiện như thế nào, rồi nó sẽ ra sao, nó WinBE nó bị ảnh hưởng như thế nào đó, thì các bạn ghi chú ra để chúng ta biết lần sau chúng ta nhớ các bạn ha. Nhiều quá chúng ta không nhớ nổi đâu các bạn nha. Thì khi các bạn bộ óc như robot thì các bạn nhớ mới nổi thôi, chứ mình thì mình thua rồi đó. Đây
mình chia sẻ đến đây thôi, còn vô vấn đề chính thì mình sẽ qua cái bên BA kia các bạn nha. Mình cũng dừng video tới đây thôi, tại vì cái bên BA này nó bị giới hạn, có nghĩa là những cái bản bên BA nó không phải bản nào chúng ta làm cũng cũng được như vậy. Nhưng mà các bạn có thể như thế nào ta, nếu mà bản này làm trực tiếp không được như vậy thì các bạn có thể làm giới hạn ở những file nào đó. Ví dụ các bạn làm lần đầu, các bạn làm chữ cái từ A tới C, A tới D gì đó ha. Rồi cái tiếp theo thì các bạn cứ lần theo chữ cái, chúng ta làm như như vậy từng chữ cái thì nó sẽ ok hơn là chúng ta làm một loạt các bạn nha. Làm một loạt có nhiều file quá nó sẽ dễ báo lỗi. Mình ví dụ đi từ A cho tới mình kéo này cho lẹ đi, A cho tới C đi ha, A B C đây đấy, mình ví dụ nha. Rồi rồi mình copy ra nè, cái này các bạn thấy không, nó lỗi nè, nó báo lỗi nè đấy, nó báo lỗi cái nào luôn á thì các bạn đã biết luôn chính xác luôn là nó là cái những cái file này các bạn không nên chuyển đi ha, không nên chuyển đi, không nên bỏ đi đấy. Nó những cái nào nó lỗi như thế này nè đấy, các bạn sẽ biết, chúng ta lọc lại những cái file này luôn các bạn nha đấy. Cái này nó hơi ngược lại các bạn ơi, cái này nó hơi ngược lại nè, nó hơi ngược lại cái là đưa cốp ra thì nó mới báo lỗi. Rồi mình có cách rồi, không phải vậy là không phải nhất thiết là giống như cái bản WinBE kia của mình nha. Cái bản WinBE này cái lệnh copy nó hơi bị ngược đời so với người ta. Rồi bây giờ mình làm lại nè, mình làm lại thử coi, làm lại hết nha, làm lại từ cái chữ cái A đầu tiên của cái file DNN, đây 7 zip đây, rồi cho tới file S, S thì phải đây đây, rồi mình góp qua đây, mình xóa cái này đi, xóa cái bên này luôn đi các bạn nha. Để mình coi hết cái dung lượng này, hồi nãy mình góp được nhiêu file đây, 2000 mấy file, 700 mấy MB hả, xóa luôn đi để cho chống bớt dung lượng đi. Rồi bây giờ mình copy ra các bạn nha, đấy các bạn thấy không, đấy bây giờ nó đã lòi ra nè. Đối với trường hợp cái WinBE các bạn giống như mình đi ha, mình ví dụ đi copy ra copy vào rồi copy ra lại cái nữa thì nó mới được cái tính năng này. Mình không biết là cái nguyên lý nó như thế nào, mình không cần biết, nhưng miễn sao mà nó hiện được như cái bản này là ok các bạn nha. Hiện được như bản này là chúng ta phân loại được rồi nè. Đây, bắt đầu chúng ta phân loại luôn nha. Cũng may là ở cái video này mình làm được luôn, chứ để quay ra ngoài cái điện thoại thì nó không có được sắc nét, với lại nó không có hay các bạn ha. Rồi, bây giờ mình tìm nữa các bạn nha. Bắt đầu chúng ta tìm tìm chữ cái đầu tiên. Nói chung là cái file nào nó hiện thì chúng ta tìm đúng cái file đó các bạn nha. Bây giờ các bạn gõ trên bàn phím cho nó lẹ. Chúng ta thấy nè, chữ A và chữ D đầu tiên, chúng ta bấm AD. AD đây, AD liền các bạn ha, AD nó không có ra chữ D luôn thì chúng ta bấm chữ A thôi các bạn nha, A nè. Rồi chúng ta lần 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 kiếm chữ 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 D đây. Cái này nó sắp mình sắp theo tên các bạn nha, sắp theo chữ tên cho nó ra là đây. Đây các bạn thấy không, đây cái file này nè, đấy chúng ta đã biết được chính xác một file đây, các bạn thấy không, chúng ta biết được chính xác một file. Đây là file này là bắt buộc mình không được phép ấy các bạn nha. Rồi bây giờ mình rồi quên repeat cái này lại rồi. Rồi cái file đó bắt buộc mình không được phép bỏ nó. Đấy, mình không được phép bỏ nó các bạn ha. Thì mình sẽ lưu lại cái file đó trong cái notepad của mình để mình nhớ lần sau mình tránh em nó các bạn ha. AD. Đây. Rồi, mình sẽ lấy một cái danh sách đây. Đấy. Mình mở một cái file, mình làm một cái danh sách các bạn nha. Đấy, rồi. Mình bấm xuống dòng cho nhiều nhiều đi. Đấy. Rồi. Mình thu cái này cho nhỏ lại đây nè. Đấy. Rồi, ok các bạn nha. Mấy cái này rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục coi. Rồi nó mất rồi, nó mất rồi, làm lại các bạn nha, mất rồi làm lại thôi chứ đâu có gì đâu.
làm lại các bạn ha, làm lại vài lần cho các bạn quen luôn, quen cái cách của mình luôn nha. Nói chung là các bạn muốn đầu tư ha, đầu tư là chúng ta phải cực công, chịu khó các bạn ha. Thì các bạn nghĩ đi, cái cách này mình nghĩ ra được như vậy á, thì không đơn giản là làm một hai lần là biết đâu các bạn nha, không phải đơn giản như một hai lần như các bạn nghĩ là tìm ra liền đâu, phải là vất vả mấy mấy tuần không hên lắm á. Nếu mà các bạn hên thông minh sáng suốt á, thì các bạn có thể là vài ngày các bạn mò ra liền. Còn nếu mà các bạn không không có cái hướng á, hoặc là cũng như là không có cái ý chí mà đeo đuổi đến đến cùng á, thì các bạn chưa chưa có tìm được cái cách này đâu. Và thậm chí là tới ngày hôm nay các bạn biết rồi không, biết bao nhiêu người làm WinBM mà chưa chưa ai nghĩ ra cách này. Thì các bạn hiểu một điều là mình may mắn là cái thứ nhất, cái thứ hai á, là mình chịu, mình mò tới cỡ nào thì mới được tìm ra cái cách này các bạn nha, chứ không phải là tự nhiên mà tìm ra được các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta tìm, khi mà tìm ra được cái file á, thì chúng ta nên sắp theo ký tự chữ cái để chúng ta thao tác cho nó lẹ các bạn nha. Rồi chúng ta bấm skip nè. Đây tiếp đến là AD provider gì đó, đây cái bên này các bạn nha. Đây quên quên à, đâu rồi đâu rồi, AD mình chia sẻ với các bạn cái này nó lẹ nè. Đấy, mình không có ghi tên, ghi tên là để tính sau các bạn nha. Ghi là tên AD provider. Provide đâu có tiêu rồi. AD 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 à, có nhiều nhiều cái trong cái môi trường của hộ á, chúng ta thao tác nó không giống như cho Windows chuẩn 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 trăm trăm đâu các bạn nha. Các bạn có thể tìm theo cái cách nào mà các bạn cảm thấy nó nhanh thì các bạn tìm nha. Ví dụ bây giờ mình bấm hai chữ cái liên tiếp ấy, thường là nó sẽ ra đúng luôn trên Windows, còn ở trên Windows thì các bạn bấm chữ đầu thì nó ra sẽ chính xác hơn ha. Rồi AD đây đây mình copy hai cái file này qua, nó không cho. Đây giờ mình thử nha, mình thử đây qua US đi, coi mình coi coi nó có bao lỗi không nha. Chính xác là nó không cho các bạn nha. Rồi vậy là chúng ta chỉ lấy tên thôi các bạn ha, không lấy file được mà lấy tên thôi. Ôi, tạm thời lấy tên đi các bạn nha, mình tính lấy file luôn là đỡ mất công phải ghi lại các bạn, đỡ mất công ghi lại. Nếu mà ở trên WinBE khác mà các bạn chuyển file được thì chúng ta chuyển file nha, còn nếu mà không thì hết cách thì chúng ta lấy cái tên thôi, để chúng ta phân loại tên ra, chúng ta loại trừ thôi ha. ADS LD đây đây các bạn nha. Đấy thì chịu khó như vậy thôi chứ sao nha. Phải nói chung là làm một cái WinBE á, một cái người mà họ bui review mà thuộc về họ 100% là cái bản của người khác thành bản của mình á, thì nói chung rất là nhiều thông tin các bạn ha. Nếu mà chỉ đổi tên thôi là rất là dễ, bản thân mình làm cũng được các bạn nha. Cái bản của anh NV 2017 là mình đã làm rồi, tại các bạn không biết có để ý cái bài viết mình hay không, chứ là cái đợt 2017 là mình đã làm một bản của anh NV, mình review lại hình của mình, mà nói chung mình cũng nói thẳng luôn, rõ luôn chứ mình đâu giấu đâu. Thành ra là mình không có gì phải ngại các bạn nha, không thông tin này kia trên đó mình vẫn đây, như là cái thông tin cái bản hướng dẫn tạo VIP book này kia, mấy thông tin đó mình đâu có sửa đâu, mình để ý à. Và cũng như mình không có thương mại hóa, đúng không? Mình không có kiếm đồng nào cho mình hết trơn, mình cũng chả có ngại là cái bản nó như thế nào. Và lại cái bản NV 2017 là ảnh cũng đang free chứ không phải là đang tính bản quyền, nên thành ra là nói về cái đụng chạm bản quyền thì cũng cũng không mấy gọi là nó quá đáng các bạn ha, chấp nhận được các bạn nha. Đấy các bạn cứ sổ ra cho mình ha, sổ ra hết một đống file DNN từ A tới Z như thế này thì nó rất là căng các bạn, nó rất là nhiều nó. Thì các bạn chịu khó lọc một lần một thôi, lọc một lần duy nhất, không có lần thứ hai.
Thì tất cả những cái file DNA mà nó hiện như thế này nè, các bạn tuyệt đối phải giữ lại trên cái WinRAR đó, tại cái WinRAR đó nó đang không cho phép chúng ta xóa xóa file đó, thành ra chúng ta buộc phải giữ lại tất cả những file đó, còn những cái file còn lại mà nó cho phép thì chúng ta cứ giữ thoải mái các bạn ha. Chúng ta cứ xóa xóa xóa, nhưng mà không phải là xóa là nó cho các bạn xóa một cái là ok là mà WinRAR các bạn vẫn chạy bình thường, không không chắc nha. Các bạn phải lọc lại hai ba bước lận. Bây giờ là bước thứ nhất nè, bước thứ nhất đầu tiên là chúng ta loại trừ những cái file mà chắc chắn 100% là buộc phải có các bạn nha. Còn tiếp đó là chúng ta phải loại trừ những cái file mà cho phép ghi đè lên á. Rồi mình ví dụ tới đây thôi, mình ví dụ tới đây thôi các bạn nha, để coi coi còn cái file kế bên nữa không. A đây, rồi mình ví dụ tới đây thôi các bạn nha, ví dụ nhiều quá không có thời gian nói hết đâu các bạn ha, mình ví dụ tới đây thôi đó, mình ví dụ tới đây thôi. Bây giờ mình skip qua hết nè, các bạn sẽ thấy những cái file á nó nằm trong cái danh sách trong đây nè, có nghĩa là những cái file nó đã cho phép đấy, các bạn thấy không, nó đã cho phép. Để mình coi những cái file này nè. À, những cái file này, những cái file mà mình đã copy rồi hồi nãy nè, bây giờ mình đè lên luôn ha, đè luôn cho nó mất cái file cũ luôn đi. Đấy, ấy lộn rồi, nó ra số 2 rồi. Các bạn muốn ấy gì các bạn bấm vô ngày tạo nè. Đây, thấy không? Giống như ngày tạo, cái phần ngày tạo này nó rất hay các bạn nha, các bạn thao tác quen mấy cái ngày này nó hay lắm. Đấy, chúng ta biết cái file nào mới tạo ra thì nó sẽ lọc chi tiết cho chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta dựa trên những cái file mà nó đã báo bắt buộc phải có, đây những cái file bắt buộc phải có, chúng ta phải chừa lại 100% là phải chừa lại những cái file này trong danh sách của các bạn, tùy theo WinRAR các bạn lớn hay nhỏ, dung lượng file cũng như số lượng nhiều hay ít mà chúng ta chừa lại cái này nhiều hay ít, tùy cái WinRAR của các bạn nha, chứ mình không có biết ha, cái này mình không có biết nha, tùy cái WinRAR nó yêu cầu là file nào có, file nào không có nữa các bạn nha, chứ không phải là WinRAR nào nó cũng bắt buộc là giống file y như nhau các bạn ha. Rồi bây giờ là đây mình coi bên này cho các bạn xem những cái file này là nó cho phép mình đấy là 842 file, mình có thể copy 842 file này qua. Bây giờ mình tiến hành mình copy ngược lại các bạn xem coi nó có báo lỗi hay không, nếu mà nó không báo lỗi là ok các bạn nha. Rồi cứ như vậy thì các bạn cứ chuyển cái file mà chúng ta đã copy được qua bên này ha, rồi chúng ta chuyển vô ngược vô UX để chúng ta phân loại những cái file nào mà nó cho phép chúng ta ghi đè vô mà WinRAR nó không có báo lỗi gì hết, có nghĩa là những cái file đó 100% là chúng ta được phép ghi đè các bạn nha. Rồi chúng ta tiến hành, mình ví dụ những cái file này là những file được phép ghi đè này, mình sẽ lọc lại các bạn ha. Đây mình lọc như thế này, mình sẽ ưu tiên những cái file DNN mà có dung lượng lớn nhất đấy, mình ví dụ mình ưu tiên những cái file đó. Đây, những cái file như thế này mình sẽ ưu tiên lên đầu, và mình lọc những cái file nào cảm thấy nó thực sự quan trọng, giống như cái file C32 này chắc chắn là hình như là nó quan trọng lắm các bạn ha, bắt buộc rồi đó. Rồi mình ví dụ tiếp, mình đóng một lần khoảng 5 file 10 file gì tùy các bạn ha, thì các bạn cứ đóng gói. Tất nhiên các bạn đóng gói ở trong đây á, là bạn sẽ lấy những cái file này các bạn bỏ ra, tại vì cái file này á là cái file, những cái file nãy giờ mình lọc là không phải bắt buộc có trên cái WinRAR, thì những cái file này các bạn được phép bỏ ra, tạm thời được phép bỏ ra, nhưng mà không phải 100% là ok các bạn nha. Thì các bạn muốn biết chính xác thì chúng ta nên bỏ 50 file gì đó, 20 file gì đó, nhưng mà mình khuyến cáo là nên bỏ 5 file trở lại thôi, tại vì có những cái file nó dung lượng lớn là hầu như là những cái file quan trọng các bạn nha. Rồi chúng ta bỏ ít ít thôi, thì chúng ta bắt đầu tiến hành đóng gói. Ví dụ các bạn bỏ những cái file này ha, các bạn bỏ những file này, mình copy vô thử cái WinRAR coi nó cho không các bạn nha. Để thử coi, mình ghi đè nè, nó không cho các bạn ha. Mình ví dụ đi, mình ví dụ nó cho ha, mình ví dụ nó cho đi, tại cái WinRAR này mình đang ấy, nó không có như ý muốn mình. Tại mình đang quay cái action nè, hình như ra nó có những cái file DNN nó liên kết với nhau, nó cần bắt buộc có để nó chạy được những cái tiến trình và đang hoạt động trên WinRAR này, thành ra là mình cắt file chuyển file này kia nó hơi khó khăn các bạn nha.
Rồi để mình video sau đó, mình sẽ làm ngắn gọn trong một cái video đó, chừng 3 phút trở lại thôi. Thì mình sẽ làm ví dụ cho các bạn thấy rõ luôn ha. Còn ở video này mình phân tích giống như là nói về cái nguồn gốc cũng như là cái cách thủ thực ra đời thôi các bạn nha. Đấy. Rồi nếu mà như vậy thì sẽ không nói hết được trọn ý. Thành ra thì khuyến khích các bạn á, là nên đóng gói ít thôi, những cái file nào các bạn đã lọc ra mà các bạn cảm thấy mà ok á, thì các bạn cứ cứ đóng gói lại ha. Ví dụ các bạn bỏ đi, bỏ những file này trong cái ổ, trong cái đường dẫn là Windows System 32 ha. Các bạn bỏ ra những cái file này rồi các bạn tiến hành đóng gói lại cái WinRAR, tiến hành đóng gói lại cái WinRAR. Sau khi đóng gói rồi các bạn coi nó có biểu hiện lỗi hay này kia không. Ví dụ nó lỗi đi, nó lỗi thì các bạn bỏ bớt ra file đó, rồi đóng gói tiếp. Ví dụ lỗi nữa thì bỏ bớt ra file nữa, đóng gói tiếp. Lỗi nữa đóng gói ra file nữa, đóng gói tiếp. Thì nó khá khá là cực các bạn nha, nói thật là rất là cực luôn. Nếu mà các bạn chịu khó thì các bạn mới làm thành công, và khi mà thành công rồi chắc chắn với bạn 100% là cái WinRAR đó là bạn biết chắc file đó cần có hay là phải bỏ đều được, các bạn sẽ biết rất là rõ về nó. Tại vì khi mà chúng ta tiến hành lọc file như thế này á, thì các bạn hầu như là chúng ta phải loại trừ từng file luôn. Nhưng mà được cái như thế nào các bạn biết không? Được cái là những cái file đầu tiên các bạn thấy nó thông báo là bắt buộc cần phải có trên Windows thì các bạn đã loại trừ được khá là nhiều file rồi, các bạn đỡ mất thời gian rất là nhiều rồi. Từ đó các bạn có thể loại trừ những cái trường hợp còn lại thôi. Đấy. Ở đây thì có ba cách. Một là phân loại những cái file bắt buộc cần phải có trên WinRAR, hai là những cái file mà đã bỏ đi rồi mà được phép di chuyển copy đè lại trong cái mục system 32, có nghĩa là những cái file đó chuyển đi hay là trả về cũng đều ok, chứng tỏ là những cái file trong đó nó không quá quan trọng đối với cái WinRAR của các bạn đang sử dụng. Thì những cái file đó tiến hành chúng ta lọc lại lần hai nữa, lọc lại lần hai là chúng ta bỏ thử xem hết những cái file đó coi cái WinRAR các bạn có hoạt động hay không, hoặc chúng ta chưa thấy hoạt động chúng ta bỏ từng file như thế này. Đấy, thì các bạn coi cái nào quan trọng mà nó bỏ được thì bỏ, cái nào quan trọng mà bỏ không được thì các bạn phải giữ lại tiếp. Đó là cái cách lọc lần hai. Cách lọc lần ba, cách lọc lần thứ ba thì tất nhiên là những cái file mà chúng ta đã lọc lọc rồi, bỏ bớt rồi mà vẫn chạy các bạn ha, thì chúng ta sẽ lọc thêm lần nữa, lọc thêm những cái file mà bỏ bớt rồi mà vẫn chạy các bạn nha. Nói chung cái này lọc là nhiều lần, nhưng mà khi các bạn nắm được cái cốt lõi vấn đề là lần đầu tiên chúng ta loại trừ được chính xác những cái file nào bắt buộc cần phải có, và cái đó những cái file được quyền chuyển đi và chúng ta được quyền chuyển về mà nó vẫn không ảnh hưởng tới WinRAR hiện tại, thì tiếp tục chúng ta lọc những cái file đó tiếp tục lần hai. Và cái lần ba là chúng ta sẽ lọc lại những cái file còn lại, stock lại. Ví dụ là những cái file trong những cái file chuyển đi chuyển về đó mà được phép đặt và lại vị trí cũ. Có những cái file các bạn bỏ nó sẽ thiếu tính năng này, có những cái file các bạn bỏ nó sẽ thiếu tính năng kia, thành ra các bạn sẽ lọc thêm lần ba là bạn muốn giữ tính năng nào thì các bạn phải để lại cái file hỗ trợ tính năng đó. Đó là những cái cách mà mình chia sẻ, phải nói là nó hơi rắc rối, nó hơi rườm rà, nhưng mà nó thật sự chính xác để các bạn biết được cái WinRAR các bạn đó là cần phải có cái file nào và không cần phải có cái file nào là chuẩn xác luôn. Mặc dù vất vả nhưng các bạn biết chính xác hơn là các bạn mò từng file mà các bạn không biết nó là thuộc cái file được quyền giữ lại hay không được quyền giữ lại các bạn nha. Đây là mặc dù là cái cách copy chuyển đơn giản thôi, cắt copy thôi, nhưng mà các bạn sẽ phân tích ra được những cái file nào bắt buộc cần phải có và những cái file nào không bắt buộc cần phải có. Đó là lý do cái bản WinRAR của mình từ 149 MB mình giảm xuống còn 144 MB, mình có thể giảm hơn nữa và cố gắng đạt chỉ tiêu mình là 135 MB các bạn nha, mình cũng dựa theo cách này. Đấy, nhưng mà nó hơi mất thời gian, thành ra mình cũng hơi bị lười.
Với các bạn dung lượng WinBE nhỏ, dung lượng cái size nhỏ thì các bạn có thể là các bạn xiên để đóng gói. Còn các bạn dùng những cái bản WinBE mà nó trên 400 mê, các bạn đóng gói phải nói là cực khổ nha, mình nói thật là rất là cực khổ. Thành ra tùy theo cái khả năng các bạn mà các bạn muốn cái WinBE mình như thế nào mà các bạn sẽ làm như thế đấy, mình không ép buộc. Và cái cách này là cái cách không phải thực sự là tuyệt vời nhất để giảm được cái thời gian khởi động WinBE, không phải là cái cách số 1 để giảm thời gian khởi động WinBE. Thì các bạn đã biết rồi, một cái lệnh copy một cái file trên cái WinBE mình, ví dụ một cái file 100 MB thì các bạn đón xem bao nhiêu giây nó copy qua thành công. Đấy, 1 giây nó cóp qua được bao nhiêu mê, thì cái 1 giây đó nó tương ứng với cái số lượng file. Đây mình ví dụ số lượng file tổng số lượng file là mấy chục mê file đó, thì các bạn có nhắm mình rút gọn được mấy chục mê file hay không để tăng lên 1 giây. Đấy, các bạn lưu ý giúp mình ha. Có nghĩa là cái việc mà các bạn giảm size của dung lượng WinBE không đồng nghĩa với cái việc mà chúng ta tăng tốc được cái WinBE đó, không như nhau các bạn nha. Hai cái này là hai cái khác nhau, khái niệm nó hơi xa vời. Tại vì các bạn biết rồi, một cái lệnh copy trong vòng 1 giây nó copy được biết bao nhiêu mê ha. Mình cho bèo bèo hết, như ví dụ là 20 mê đi. Vậy thì 20 mê các bạn lọc 20 mê file DNN này trong vòng bao lâu? Và trong vòng 20 mê đó bạn mất bao nhiêu ngày? Đấy, mà bạn xác định rõ giúp mình. Đấy, mặc dù thủ thuật này á, là thủ thuật là tối ưu cực độ cho cái WinBE, làm giảm cái dung lượng WinBE xuống nhỏ nhất có thể. Đó là cái cách mà duy nhất mình thấy được cho đến hiện nay, đó là cái cách duy nhất mà chúng ta có thể bỏ được những cái file DNN thực sự chính xác 100%. Nhưng cái việc mà tăng tốc được cái WinBE hay không, đó thực sự là con số nó hơi mơ hồ các bạn nha. Thì nếu mà các bạn may mắn các bạn bỏ được trên 20 mê hoặc là 40 mê, 60 mê, mình chỉ nghĩ là hơn 20 mê là mát rồi các bạn nha, hơn 20 mê thôi là các bạn có thể là giảm được một giây nữa chẳng hạn. Ví dụ bình thường các bạn bút 20 giây thì các bạn giảm được 20 file thì các bạn có thể bút 19 giây chẳng hạn. Đó thì tùy vào khả năng các bạn cũng như là cái điều kiện các bạn, mà các bạn chọn cái phương án phù hợp nhất. Thì mình xin chia sẻ cái thủ thuật này đến đây cũng như là kết thúc, và cũng như là những cái gì mà mình biết mình sẽ chia sẻ hết lòng với các bạn, những cái gì mà các anh em gọi là bí quyết, những cái tuyệt chiêu của các anh em mà chia sẻ riêng với mình thì mình không tiện chia sẻ với các bạn, trừ khi những anh em đó chia sẻ thì mình chia sẻ. Còn những cái gì mà chia sẻ thuộc về bí quyết của mình tự mình biết, mình tự mình tìm tòi thì nó thiệt là không ai cản mình được. Mình cũng chia sẻ rõ, rất là rõ luôn là không ai cản mình được chia sẻ những cái thủ thuật đó. Tại sao? Tại vì những cái điều mà mình biết, mình chia sẻ, mình thấy mình được may mắn tìm hiểu thêm những cái chưa biết nữa, chứ không phải là mình giấu cái là mình sẽ biết thêm được nhiều cái hay. Không có bạn nha, mình để ý từ xưa tới giờ mình có cái gì mà mình thấy là gọi là bí quyết đó, cái gì mà chưa ai chia sẻ mà mình chia sẻ thì tự nhiên mình may mắn mình biết thêm được những cái mà mình chưa biết nữa, chứ không phải là mình giấu cái chưa biết đó, chưa ai biết đó là lại là hay. Không phải vậy các bạn nha. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Trời cũng mưa rồi, hơi ồn rồi, các bạn thông cảm nha. Có gì các bạn nhắn tin cũng như là trao đổi thảo luận với mình qua cái video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha.